Hôm nay xin giới thiệu với toàn thể anh em một món mới, cũng không mới gì hết, món đập cũng vừa vừa thôi chứ không đập lắm. Đó là gà nồi cuốn lá mơ chấm mắm tôm, dữ chưa. Đây là một con gà nồi chính hiệu, gà nồi mới ngon nha, thịt nó dai mới ngon. Dữ chưa, đã chét lên. Nhỏ quá, miếng cái xoong gì bự hơn đi. Sau khi gà nồi được luộc chín thì chúng ta sẽ để nguyên con như vậy, bắt đầu xé ra. Mình sẽ quấn với là lá mơ, có riềng thì càng tốt, ăn kèm với riềng. Và tất nhiên là phần không thể thiếu là phần mắm tôm. Đây, hiện tại gà đã mới bỏ vô. Luộc thì anh em để nước chung rồi gà luôn, đun lên luôn, không cần phải nước sôi mới bỏ vô. Anh em có thể cho thêm một ít bột ngọt vô trong nữa cho nó đậm đà. Đây, xin giới thiệu sản phẩm mắm tôm Bắc của Song Hương. Thì mới đi siêu thị lấy cái này về nè, cho nó an toàn thực phẩm tí. Mua ngoài chợ nó cũng ngon nhưng mà nhiều lúc nó không có an toàn thực phẩm nên hơi sợ sợ. Thôi tin tưởng cái này là ngon nhất. Giờ làm nha. Ớt, đường, dội đít một cái thiệt mạnh lên, dội đít á, phải lấy đồ chả chọt vô, rồi dặn ra, rồi dặn cái nhựa ra, phải mở cái nhựa ra trước, cái nhựa nè, làm đồ mà, ui quên thôi, nhẹ này, nó cứ bật, cái này sẽ mày cắt nó, hiếu dữ, dạ mày cha hiếu mở ơi, như lộn, đã chưa, yếu quá. Cái thường đổi không cũng được, nạn chanh nó phù, nhưng mà miếng ớt xì bột mà nó cái đủ á, màu trắng á, màu trắng nó ngon hơn nữa. Đã dữ dàng chưa, trời ơi mùi dữ. ngon không nữa, nạn chanh vô cái đây, cái rượu phe vô cái rượu nó hả, cái rượu nó ngon đâu. Bây giờ quậy lên đây, bên kia bây bộ lấy cái rượu nhất kìa, cái rượu nhất ơi, khỏi bây giờ nạn chanh vô được à, nó xùi lên cho coi được quá, như đây được quá. Trời ơi mùi chảy nước miếng quá bây giờ rồi. Trời ơi, ông ngồi dữ quá không? Trời ơi, điện đèn dữ nè. Đây là mắm tôm nha. Không phải mắm ruốc đâu, mắm ruốc là cái hũ này nè. Đó, nó mới ngọt, không phải. Mắm ruốc là hũ này nè. Đó, mắm ruốc á, xuống giống giống hả? Nhưng mà mùi chưa đập hơn. Trời ơi, nó hồng dữ nha. Đó, vô nạn chan lên, con nó sủi lên nè. Ủa, gớm chưa? Ủa chưa hả? Đã ngon chưa, chốt mùi chanh thơm dữ nha. Đã mày lên đã, xôi bọt bọt xôi vô rồi, coi chưa mùi chanh thơm, xôi bọt lên bé, phải xôi nữa chứ. Đã nữa chanh nữa, rồi mắm ruốc quá, không phải mắm kia, mắm kia nó màu đã à. Mua lộn rồi nha. Mắm kia đã chén rồi. Mắm kia đã, mắm đi mắm ruốc. Sao nó bị mùi dữ vậy ta? Cái mắm nó màu màu đã đã. À nó cũng lên bọt á, dữ nha. Nó bọt lên rồi nè. Bọt á, bọt á. Bành bạch 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 rồi. Chú mày về nhìn kỹ nha, ghê quá. Trời ơi, cá mì mà chấm vô một cái nữa ra. Mì xù lạnh người luôn á, mì xù. Rồi, phần chuẩn bị nước chấm để hoàn thành. Đúng rồi á, nổi bọt lên này gì là đúng rồi á. Rồi, xong nhé. Chuẩn bị chuyển qua gà. Theo công thức của chúng tôi thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm một muỗng rượu đế nữa. Rượu đế là lọt. Đó, thơm quá. Vừa vừa thôi. Sau đây Misu sẽ giới thiệu về sản phẩm xoài của Dạng Ninh. Dơ lên. Quá dữ luôn. Xoài ngon ngon, chua chua ngọt ngọt. Trời nói gì nữa. Hai trái luôn. Hai trái luôn.
Sao nói gì Misu? Nói xôi nó xeo, nó ngọt hay nó chua? Chắc là khán giả của Misu chắc là từ 1 tuổi trở xuống quá. Nói gì không hiểu. Gì nữa, xoài xeo trái thai nó nhỏ vậy con? Thế rồi? Xoài xeo mấy? Xoài xeo nữa? Xoài bệnh. Vậy là xoài bị bệnh không ăn được đúng không? Xoài nữa? Sao hết nha, hết chương trình chưa? Quảng cáo có 10 phút mà nó lâu quá. Rồi, hết. Cuối cùng cũng đã xong nha. Tổng cộng thời gian luộc là 40 phút. Quá dữ luôn. Vẫn còn cứng lắm anh. Vẫn còn cứng hả? Con gà này nó được tổng cộng là 10 tháng tuổi. Gà đi gà ở nhà luôn đó. 10 tháng tuổi. Con này là được 3,5 kg nha. Chút luộc tới 3 tiếng mấy luôn ha. Luộc tới nhiêu? 40 phút giờ tiếng đâu. Ủa, hai cái đùi nữa kìa. Wow. Thôi hết rồi. Hết rồi. Còn đây bộ gì? Bộ bình mẩy nó. Bình mẩy nó phải dớt gì khác. Mình phải gì khác đúng không? Còn đây là đùi và cánh thôi, là những bộ phận ngon nhất để ăn với con chưa cái cửa gần con rồi con bay cái máy rồi hai dĩa luôn thấy không đó bên đó là bộ sậu á còn đây là đùi nè mắm giờ còn thiếu lá mơ nữa lá mơ sẽ ra ngay đây sau đây là màn lọc thịt đó, của Mr. Hiếu dữ chưa xoài nữa chu mà cha kiểu này chắc xem màn lọc thịt nè của rồi cuối cùng thì cái này nó hơi dở một tí nha nó héo rồi sẽ đâu sẽ sắc đâu xin giới thiệu đây là lá mơ nè dùng để cuốn ăn với thịt gà và chấm mắm tôm sả thì thiếu sả rồi thì cái sả nó đúng bài luôn hả một con gà 3,5 kg và nguyên cả một gia đình chuẩn bị chén. Mr. Hiếu đang lọc thịt. Còn hai thiên thần này thì đang ăn tim và ăn gan. Trời ơi. Sau đây là màn biểu diễn cuốn lá mơ nha. Cuốn mì xù. Đó, lá mơ quẩn vô. Đó, chấm mắm tôm. Làm một pháp gì trời ơi rồi chương trình truyền hình trực tiếp món gà mắm tôm và mơ đến đây tạm dừng và kết thúc.